Rồi quý vị ơi, tiếp theo là combo số 118 nha quý vị. Một cây sâm hương 900k, bao cái ship toàn quốc nha quý vị. Mới đi Gò Công hôm qua mua được cây sâm hương 900k nha. Cái cây to hơn ngón tay tôi nhiều nha quý vị nè. Già dữ lắm luôn hả quý vị nè. Cành nhánh của nó nè 900k ha, tôi mới tỉa lại nha quý vị. Đó, cái lon bò cụm tỉa lại nha. Anh chị em nào mua thì vui lòng chuyển tiền trước ha. Rồi 900 ngàn bao phí ship ha, cầm lên tay luôn nha. Cây này anh này anh nuôi mấy năm rồi nha quý vị, rất là lâu rồi ha. Nè nè thấy không, rồi cầm lên tay nè, bằng tay tôi đây nè, dáng của nó nè. Rồi quý vị thấy rõ rồi ha, rồi xuống luôn nha quý vị, 900k nha. Con cây duy nhất bự vậy thôi, tôi không có mua cái loại này bán quý vị ơi, bán nhỏ 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 gì quen rồi, có khi nào bán cây to đùng vậy lắm. Rồi xuống luôn quý vị ơi,